ở sau lưng sư là cái tấm bài hàn. Quý vị biết là khi mà sư ngó cái này nó có cái điều thú vị á. À, đó là cái người mình xây cái ông vua xây cái tấm bài hàn là cho bà hoàng hậu. Mà cái người thật sự mà cần anh nằm ở võng thì họ là không có cần. Tại sao? Tại vì nếu như á mà mình đi xuống á, tự nhiên cái này không dính dáng tới mình nè. Đúng rồi. À, nếu mình làm con chim phải vòng vòng ở đây á thì nó cũng chết quớt thôi. À, giờ thấy ở đây rất nhiều chim lắm, hoặc là con khỉ nó cũng chết quớt à. À, mà còn nếu như mình có phước, mình tạo nhiều phước, mình sanh thiên. Nhưng mà sanh thiên thì ở chỗ đẹp hơn, mắt mới gì xài gì đây. Cho nên rốt cuộc xây thì xây cho mình coi thôi, chứ còn xây cho cái người đó thì phải là cái người đó họ không cần. À, thì cũng vậy đó. Chúng ta cứ nghĩ ở đời mình có những cái công trình, mình nghĩ là mình làm cho hoành tráng để cho ai đó, nhưng mà đôi khi mình cũng phải nghĩ kỹ lại coi là người ta có thật sự người ta cần xài hay không. Chứ đôi khi mình xây, mình cố, mình đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con á, rồi mình đổ mồ hôi xương máu, rốt cuộc cái người họ cần xài họ không có xài thì nó uổng đi. À, hơn nữa tự nhiên nói đi nói lại thì làm một cái công trình như vậy thì đó, quý vị nhìn thấy nó cũng là để đời. À, để đời. Nhưng mà khi mình nhìn á thì đẹp thì đúng là đẹp, nhưng mà nó chỉ đẹp khi mình nhìn xa ở xa thôi. Còn nói thiệt chứ quý vị, là sư vô gần sống thấy cái gì nó hấp dẫn hết trơn á. Chắc có lẽ là ông thầy chùa thì chắc có chùa thì nó mới hấp dẫn ổng thôi, chứ còn cái đền nó không hấp dẫn. À, nhưng mà cái sư muốn nói là có những thứ mình phải giữ cái khoảng cách nó đủ xa mình mới thấy nó đẹp, mình mới còn thấy nó đẹp. Chứ còn mình tới gần rồi, mình ở gần á, nhìn gần rồi nhiều cái nó ngại. À, hết đẹp rồi, hết đẹp nổi. Chuyện đời chuyện đạo cũng thế. À, khi mà chúng ta giữ khoảng cách với nhau thì tự nhiên chúng ta thấy nhau đẹp. Còn khi mà chúng ta gần nhau quá rồi á, hết đẹp. Thành ra quý vị thấy là trai gái lúc mà mới cưa cẩm nhau, yêu đương nhau thì còn thấy nhau là ok, ổn. Mà lấy nhau về rồi, sáng ngày nhìn mặt nhau biết nó ngán lắm, nó quải lắm. Tại vì ở gần á, nó hết đẹp rồi. Chỉ có Đức Thế Tôn á, là vị mà dù là ở xa hay ở gần thì Ngài đều như nhau. Tức là không phải mình ở xa mình thấy Ngài đẹp, mà tới gần Ngài hết đẹp, không có. Ở gần Ngài thì Ngài vẫn như thế, vẫn như ngày nào. Cho nên Ngài mới gọi là Tất Tha Ca Tu. Như Lai, tức là trước như thế nào thì sau như thế đó. Ở xa như thế nào thì ở gần cũng như thế đó. Ngài không có thay đổi. Và chư Hiền Thánh Tăng cũng vậy. À, mình ở xa, mình nhìn Ngài Xá Lợi Phất như thế nào thì ở gần Ngài cũng như vậy. Các vị Thánh Tăng, chính vì như vậy đó. À, Thánh thì mới là đối tượng để chúng ta nương nhờ, chứ không phải phàm tăng. Thành ra tại vì phàm tăng á, mà ở gần á, đôi khi cũng ngại. Tại vì sao? Bởi vì mình còn phàm, nó kẹt của Phật tử á, kẹt lại như vậy. À, cái này là Hòa Thượng Vũ Chánh nói, đó là mình nhìn ông sư á, mình cứ giống như mình nhìn ông thánh không à, thì tới hồi mình thấy ông phàm mình chịu không nổi. Tức là mình nhìn xa, mình cứ tô vẽ hết toàn bộ mấy cái đẹp, bao nhiêu cái đẹp mình cứ dồn hết cho ổng. Ổng đẹp dữ lắm, ổng đẹp dữ lắm. Ổng là giống là thánh gì đó, mình tôm ổng lên, mình đội lên trên đầu mình thờ. Thiếu điều mình thắp nhang thôi. À, nhưng mà tới hồi mình ở gần cái mình thấy giống như là cái hình ảnh nó không còn thơ mộng như mình tưởng nữa, cái mình vỡ mộng. Mà nó ngộ cái là hồi xưa đâu có ai kêu mình đội lên đầu thờ đâu. Tự nhiên mình đội lên xong rồi cái mình nhìn gần thấy không được như vậy nữa, cái bắt đầu là mình vỡ mộng rồi, cái mình mất niềm tin. Thành ra sư Thích Sư Giác Nguyên trong quyển Chuyện Kiếm Thầy Tu á thì có một câu như vậy: gặp vị nào á mà nhìn thôi, tức là giới hạn thì ok ngon lành, nhưng mà ổng có cái gì để dạy,
À, thì nhìn tôi đừng có nghe, đâu có gì dạy đâu mà nghe, nhìn tôi đừng có nghe. Mà một ông sư mà có cái để dạy mình nhưng mà ổng hơi bày thầy thì thôi nghe thôi đừng có nhìn. Đương nhiên kiếm được một vị mà vừa nhìn vừa nghe thì quá ổn, còn cái thứ mà nghe không nổi mà nhìn không xong thì tốn chia thời gian với mấy thứ đó. Thì khi mà sư ngó cái đền Tháp Ma Han này á, thì sư cũng nghĩ à, có những cái á, mình khi mình giữ khoảng cách được mà mình nhìn thấy nó đẹp thì nên giữ khoảng cách, bởi vì có những cái mình chỉ đẹp được với nhau khi chúng ta còn khoảng cách với nhau thôi. À, còn những cái nào á mà tới gần á mà nó đẹp thì mình hẳn tới gần, còn cái nào mà nhìn xa cũng không ổn, nhìn gần cũng không ổn, đừng có tốn thời gian. À, cho nên á là ở chuyện đời hay chuyện đạo, dù mình tu hay là mình tục thì cũng nhớ nó có một cái khoảng cách mà khi và chỉ khi chúng ta ở khoảng cách đó nó mới bộc phát, mới đẹp được thôi. Chứ những gì ở à, đó, cái khung cảnh này ở cái khoảng cách này nó đẹp thì giữ cái phần này, đừng gần hơn cũng đừng xa hơn, để chúng ta còn giữ lại cái kỷ niệm đẹp cho nhau.